Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, tướng người đoản mệnh, yểu mệnh, tướng mặt, tướng số người thọ yểu thường biểu hiện ra bên ngoài như thế nào? Đó là điều rất nhiều người băn khoăn thắc mắc. Người xưa có câu, sống chết có số, nay sống mai chết, không biết đường nào mà ứng biến. Tuy nhiên, trong bộ môn nhân tướng học, người ta không khó để xem tướng người sắp chết có những biểu hiện như thế nào. Chỉ cần tinh ý nhận diện một số đặc điểm và dấu hiệu là các nhà nhân tướng học có thể xác định được ai có tướng yểu mệnh. Chi tiết sẽ được Phú Quý Tài Lộc tiết lộ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, 30 lông dài thì 40 đột tử, 50 lông mọc làm mệnh trường thọ. Đây là lời dạy của người xưa để đoán định vận hạn, tuổi già, bệnh tật, sinh tử của con người. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì. Tại sao người xưa lại khẳng định như vậy? Và có cơ sở khoa học nào để giải thích cho quan điểm này hay không? Hiểu một cách đơn giản, câu nói 30 lông dài thì 40 đột tử có nghĩa là nếu lông mày bắt đầu mọc vào năm 30 tuổi, chứng tỏ đây là điểm xấu. Điều này cho thấy hầu hết những người này sẽ không sống thọ được quá 40 tuổi. Người xưa gọi những người này là đoản thọ. Có thể nói, ngưỡng tuổi 30 chính là thời điểm mà con người đạt đến đỉnh cao của mọi thứ. Lúc này, con người hầu hết đã có gia đình đầy đủ, sự nghiệp vững vàng, cơ thể cũng tràn đầy năng lượng và sức sống. Ở thời kỳ này, nếu như lông mày dài ra, sẽ thấy người này đã bắt đầu có những dấu hiệu già nua. Điều này trái ngược hoàn toàn so với thế lực của tuổi 30 và được coi là dấu hiệu của đoản thọ. Nếu một thanh niên ngoài 30 tuổi đột nhiên mọc lông mày dài, điều đó có nghĩa là anh ta bắt đầu có tuổi. Do đó, người xưa định nghĩa hiện tượng lông mày mọc sớm là một hiện tượng bất thường, không phù hợp với sự phát triển và dài ra của lông mày. Bên cạnh đó, câu nói 50 lông mọc là mệnh trường thọ, có nghĩa là trong xã hội cổ đại người xưa quan niệm 50 tuổi là thời kỳ đã biết rõ vận mệnh của mình. Người xưa có tuổi thọ trung bình tương đối thấp, vì thế người sống đến tuổi 50 đã được coi là người già. Do đó, nếu lông mày mọc dài ra ở giai đoạn này là hiện tượng bình thường bởi nó tuân theo quy luật sinh trưởng và dài ra của tự nhiên. Do đó, 50 lông mọc là mệnh trường thọ. Thực chất có nghĩa là con người đã bước vào hàng sống thọ. Cơ thể của họ cũng đang đi đúng theo quy luật của tự nhiên. Vì thế, họ có khả năng sống thọ hơn người bình thường. Thứ hai, nhân trung ngắn, nông, nhỏ. Nhân trung là rãnh nhỏ nằm ở phía dưới đầu mũi, nối đến phần môi trên. Nhân trung ngắn dưới 1,5cm, không có rãnh hoặc có nhưng rất nông, nhỏ. Nhân trung trong nhân tướng học đại diện cho sức sống, đại diện cho vận mệnh của con người. Nếu như những người trường thọ thường có nhân trung thẳng, sâu, dài, thì người chết yểu thường phần nhân trung sẽ ngắn, nhỏ, nông hoặc ngắn, sâu. Trường hợp nhân trung nhỏ như sợi chỉ thì cần đề phòng chết đường, chết chợ. Nhân trung mà có nếp nhăn, dọc thì có thể phải chết tha hương. Thứ ba là mũi gãy, khuyết hám. Người có sống mũi gãy, đầu mũi nhỏ nhọn, khuyết hám thường mang nhiều bệnh tật, khốn hám. Mũi mà có nhiều nếp nhăn rúm gió, vết sẹo, chứng tỏ đoản thọ. Màu sắc mũi mà xám xịt, tối tăm cũng là biểu hiện của sự bần cùng, sống không thọ. Xương căn nổi gân đỏ, xương căn nằm ở vị trí bên dưới ấn đường, cho biết người này sức khỏe kém, liên tiếp gặp tai họa, làm việc gì cũng cần cẩn thận, không được chủ quan. Thứ tư là môi nhợt nhạt, thâm tím, răng xiên xẹo. Khi quan sát miệng một người, để biết người đó thọ dài hay ngắn, thì cần quan sát phần môi và răng. Theo đó, người yểu mệnh thường có phần môi trắng nhợt hoặc vàng, thâm tím tái, răng thưa, gãy khuyết, xiên xẹo không hàng lối, tiếng nói đứt đoạn,
giọng nói gấp mà hời hợt như người thiếu hơi, âm điệu buồn tẻ như người không có sinh khí. Bên cạnh đó, người có đầu nhỏ, cổ dài, chán nhỏ, nhọn và nổi gân xanh, thiếu niên mặt đi hoặc ngồi co đầu rụt cổ thì cũng khó lòng trường thọ. Thứ năm đó là mắt ngắn, nhỏ, lông mày thô vàng. Nhìn vào tướng mắt, mày của một người, chúng ta cũng có thể đoán được người đó có số yểu mệnh hay không. Theo đó, người này thường có mắt ngắn và nhỏ, trong mắt lồi, sắc mắt và nhạt, ánh mắt đờ đẫn như ngái ngủ. Trường hợp mắt lộ và có hung quang thì vận số ngắn. Đến tuổi 30 mà lông mày đột nhiên dài ra một cách bất thường là dấu hiệu đoản mệnh. Về lông mày, người chết yểu thường có lông mày đẹp, nhưng sợi thô vàng, sắc khô héo, mọc xệ xuống phía dưới, dáng vẻ lạnh lẽo. Ngoài ra, xem tướng yểu mệnh trong cuốn Giám Nhân Thuật của tác giả Phong Vân Tử có liệt kê một vài hạn tuổi non yếu với các biểu hiện như sau. Tướng mạo người chết yểu trong vòng 10 tuổi trở lại, đầu và trán nhỏ quá mức so với thân mình, trán nổi gân xanh rõ rệt, phía sau đầu xương bị lõm xuống. Tướng người chết sớm trong vòng 20 tuổi trở lại, người cao to nhưng đầu nhỏ, tiếng nói quá nhỏ thì thường khó sống qua 15 tuổi. Nếu tai mỏng như giấy, nhĩ căn bạc nhược, da mỏng và bóng như bôi dầu thì thường không qua giai đoạn 16 đến 19 tuổi. Người mắt lồi mà lòng đen ít, lòng trắng nhiều, tai mỏng, nhĩ căn sạm đen hướng về phía trước thì khó vượt qua tuổi 20. Vâng, thưa quý vị thân mến, qua đây có thể thấy tướng người yểu mệnh qua tướng mạo bên ngoài. Bên cạnh đó, nhân tướng học cũng chỉ ra đặc điểm của người giàu phúc khí, sẽ gặt hái nhiều thành công may mắn trong cuộc đời. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Thiên phong địa quảng. Trên khuôn mặt, phần từ khóe mắt hất lên là thiên khố, phần từ khóe cằm hất xuống là địa khố, chán là thiên đình. Mũi tuy làm chủ tiền tài, nhưng muốn cung tài lộc mỹ mãn thì cần có quý tướng. Thiên khố và địa khố phải cân xứng. Huyệt thái dương ở giữa lông mày với cằm xứng đôi hài hòa. Người mà mũi cao, lỗ mũi không lộ ra ngoài, khuôn mặt đang đối, tròn đầy thì thiên khố no đủ, sớm hưởng tài lộc, địa khố phong phú, hậu vận hanh thông. Nếu phía trên đầy phía dưới hóp là thiên khố no đủ nhưng địa khố kém phát triển thì có thiên mà không có địa. Trước phú sau bẩn. Ngược lại, người có trên hóp dưới đầy thì thiên khố túng thiếu, địa khố đủ đầy. Cuộc sống trước nghèo sau giàu, càng có tuổi cuộc sống càng sung túc. Mặt mũi hồng hào, trên mũi có ẩn hiện vệt màu vàng là chủ về lộc tài chính. Cuộc sống phú quý bất tận, mệnh cư quan, trong mệnh chứa quan tinh, có thể được ban thưởng, con đường tài lộc hanh thông suôn sẻ. Mũi tím tái xám xịt, chủ tiền tài phi nghĩa. Thứ hai đó là vầng trán cao rộng. Một trong những tướng mặt có phúc khí thường xuyên được nhắc tới nhất là vầng trán cao. Kỳ nhất là người có trán thấp hẹp, chủ về nhỏ mọn, tiểu nhân. Cả nam lẫn nữ đều như vậy. Nữ trán nên tròn trịa, đây là yếu tố đứng đầu trong thiện tướng, đại biểu người này biết chăm lo việc nhà, khả năng sinh nở cao. Nam nên có trán vuông vức, đại diện cho năng lực làm việc tốt, có ý chí sự nghiệp, tiền đồ rộng mở, tinh thần phong phú. Người này có thể không tới mức vang danh bốn biển, nhưng cũng nắm giữ được quyền lợi. Trán cao sáng sủa thì vận may cũng không kém, đi tới đâu cũng được giúp đỡ, yêu mến, thông minh hơn người, tiên liệu mọi việc như thần. Thứ ba là lỗ tai cao hơn lông mày. Người sở hữu nét tướng mạo có phúc này không nhiều. Lỗ tai cao hơn lông mày là quý tướng hiếm gặp, biểu hiện của sự thông tuệ, năng lực tiếp thu cao hơn người khác một bậc, không ngừng phát huy tiềm năng bên trong của mình. Dù gia thế không tốt nhưng chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân cũng có thể đạt được thành tựu khi tuổi còn trẻ. Ngoài ra, người này còn có các mối quan hệ xã giao tốt, hài hòa với những người xung quanh, cư xử đúng mực. Thứ tư đó là sống mũi cao thẳng. Mũi đại biểu cho tính cách và năng lực. Phụ nữ có sống mũi cao thì ý thức tự tôn rất mạnh, làm việc có chủ kiến, nhưng nếu mũi quá cao hoặc gãy khúc thì chủ về cô độc, không có người bầu bạn. Sống mũi thấp xẹp, lộ lỗ mũi thì người phụ nữ này một đời cơ khổ, không có chỗ nương tựa. Sống mũi cao vừa phải, đầy đặn
là có tướng vượng phu. Hai lỗ mũi đầy, cái mũi nở rộng đại biểu người có khả năng kiếm tiền nhanh chóng, tài lộ hanh thông, mệnh cách phú quý, cuộc đời không lo cơm áo gạo tiền. Thứ năm là cằm tròn, hai cằm. Phụ nữ có chiếc cằm tròn đầy mỹ mãn không chỉ hiền lành phúc hậu, dễ chung sống mà còn rất hiểu ý người khác, có tâm tính thiện lương, tốt bụng. Cằm đầy mà thành hai cằm thì lại càng vượng phu ích tử. Vận số của mình tốt còn có thể nâng cao vận thế của bạn đời, trợ giúp chồng trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc viên mãn. Đặc biệt là từ tuổi trung niên tới tuổi già, cuộc đời cực kỳ thông thuận. Vâng, thưa quý vị thân mến, trên đây là những đặc điểm nhân tướng người Thọ yểu mệnh. Tuy nhiên, những thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo. Mỗi người nên chú ý chăm sóc sức khỏe, tích điều thiện lành để cuộc sống bình an, kéo dài tuổi thọ. Nếu quý vị có bất kỳ những thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy, tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.